Ờ, ai mà đẹp gì vậy? Anh mà. Trời ơi, cái quần gì vô cái quần gì mà làm mất tù. Bạn cái quần vô cái ăn cái đây kéo tới nách luôn. Ở đó em đẹp với. Bạn cái quần kỳ. Không mày hồi xưa mà anh gì là cũng dữ dằn lắm rồi đó, có hiểu rồi. Đâu ai qua nở đâu. Lúc nào đó bắt đây con lấy thuốc lên nghe nhét cái hết chưa nè. Gà rất nhiều, gà với chim bồ đầu nè. Hơn gà với nặng nữa, gà với là xin cái loại nhập kia nhét thuốc có hộp tròn. Quá thật ngon à cả nhà. Vậy đó, vậy nó mới ngon đó. Thơm không? Thơm. Thơm thơm. À, nếu như mình để mùi bữa hay bữa nữa là cái phần thịt này của nó là nó đen, luôn. Nó đen luôn là nó càng ngon hơn, nhưng mà cái gì ăn được. Để em vô lấy ly ha. Không, anh thích chứ quách gì đó. Chứ dạ, không thích tới chính đó. Mập người đó thì vừa ăn. Thơm lắm chị ơi. Chào cả nhà nha. Cả nhà. Ừ, quên chào luôn. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Lên đi ha. Lên đi chị. Lên ăn không? Cái ăn không à. Không nhớ gì cả nhà hết trơn. Bắt hiếu rồi. Cái nhà bữa nay cũng thông cảm nha, bữa nay lo mê chứ quá. Thì buổi chiều hôm nay mình đi lên nhà Út Liễu cả nhà, mình cũng quay clip cho cả nhà mình xem. Thì nãy Út Liễu cũng có đi chợ chiều nè, mua được con ít cá út với cá he. Mình để mình làm bữa cơm chiều á. Cốt này thì cô chú người ta đi đánh bắt cái con nước chưa nè. Vô trứng cá út này là cá út sông cô chú chị. Cá út sông nước ngọt nên là trứng nhiều lắm. Mỗi con luôn á. Kêu bằng cá he cào á. Trứng bự mới được cá he. Ở đây thì cá út mấy người mà ta đánh lưới với sông cả nhà nhiều đó. Trúng nhầm khi một người là mấy chục ký luôn á. Người ta đi te á. Cá he ăn ký 100. Còn cá út này thì 50. Cá he nó méo. Nhưng mà con cá út này mà nhưng mà tới mà mùa nước mặn lên thì con cá ăn bị hôi đẻn nha. Còn đang bây giờ thì cá út rất ngon rất béo. Từ đây tới Tết nè, nó béo dữ. Rồi nó lọt tới mà tới Tết rồi ra tháng Giêng là chèo mua là coi chừng đi ăn hôi đẻn đó. Cá he thì nó hơi xương nhưng mà béo lắm. Mấy tháng này là cá đang béo lắm nè. Nó hơi xương. Tại hôm nay nó mang nguyên một con mà như là nguyên bọt trứng nha. Con nào cũng trứng. Chiều nay thì gia đình Nam cũng làm cái bữa cơm chiều để ăn cùng gia đình bà bác. Trước khi mà mình quay clip thì mình cũng quậy một trái quách đó. Có nhiều cô chú anh chị hỏi là có bán không, tại vì cái số lượng nó ít cô chú chị cũng chưa có gọi là tới mùa. Quách này mà tới tháng 11 rồi thôi. Đúng rồi, ngày hôm qua cũng có đọc được comment của một bạn hỏi là có bán không, kêu Út Cường bán cho bạn ấy. Mà do cả nhà có con cây thì cả nhà thành ra không có nhiều. Ngày hay ngày nó mới rụng trái rồi mình để dành ăn á. Mà hỏi bạn ấy ở đâu rồi không? Biết mệt đi giao chưa? Tới mùa. Nếu bạn có coi cái hôm nay thì bạn ở đâu bạn cho anh Mập biết địa chỉ nha. Rồi tới mùa anh Mập giao cho bạn nha bạn. Rồi tới mùa dữ lắm ở đây.
Cái quất này á thì có thể mình ăn chị bệnh nhức đầu á cả nhà, giống như nhức đầu nhức thông thường thôi nha. Có thể mình thiếu ngủ hay là hoặc gì đó mình bị nhức đầu á thì mình ăn cái quất. Mình ăn gì là một lúc mình ăn nè, chứ mình đừng có quậy nước đá. Mình cái số cá này thì mình kho nghe cả nhà. Nhiều quá mình nấu canh chua thì không hết, mình nấu canh chua đủ ăn. Cái con này mình kho, nó nhỏ chứ mà nó mập mập con cả nhà, cái này mập lắm. Mình kho nhiêu đi. Không biết bao lâu rồi, bông dài dài, mấy cái nào dài 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 dài. Xài có lên dài là bữa lên mất rồi, xài nó đợi ngon nữa mà đợi ngon chút. Mình cho miếng nước màu vô. Nước màu này thì mình thắng nhà, nó không có đen không. Mình cho hơi nhiều chút. Đây là gia vị nè, muối, muối hộp với miếng bột ngọt với miếng đường. Ví dụ mà nó thắc nước màu này hồi xưa mà ở nhà mà đi ép mía đó, rồi mua đường cát về thắng đó. Rồi thắng gần cạn cái gìn dòm cháo giác coi có ai không, chạy lại lấy cái muỗng. Mình cho vô thêm miếng nước mắm. Lấy cái muỗng rồi mà chân cơm mình á, gìn giác múc một muỗng cái đầu giấu vô kẹt á để hồi ngồi. Ngồi đang liếm ăn. Con lớn vậy nè, mẹ à. Nước mèo. Mà đâu có biết mãi đâu biết canh mày. À. Canh gần kéo luôn, trời sao đánh nhét vậy. Tao cái đó là con đó là nó gần đặc rồi. Con dừa vàng á, trà đó nè. Trà thấy bà nội thắng ha, trà dòm với gì sao thấy bà nội không? Múc thì cũng không có la, nhưng mà dòm trước sau cái là múc lén. Lấy cái muỗng múc một muỗng đầy nha. Rồi đầu cái đút vô kẹt đâu cho nguội vậy đó nha. Rồi khô hồi, nó khô nó cứng rồi đầu lấy lử á, liếm hoài liếm không phải nguyên ngày chưa hết cái muỗng. Con nó vô kẹt rồi chiến vậy đó. Hả? Vô tháng lúc nào cầm cái muỗng đứng chắp tay xuống đất gần cái muỗng. Miếng dừa thở cái thọt vô múc cái lấy cái ca múc ca nước cái để đúng cái muỗng nó vô cho nó mau nguội. Đúng rồi đúng. Liếm rồi cắn ăn lụp lụp lụp. Còn múc muỗng rồi cái đầu đút vô mấy cái cạt đó đang ngồi yên hồi lại ăn. Còn mì Mỹ á mỗi lần nha. Ta là bà lão đang bán thắng nước màu. Cái nó lại nó lấy cái muỗng nó múc cái chét vô họng đó. Trời ơi phóng. Phóng mỏ. Sao nhắc lại sao hồi xưa sao mà rất là xưa nó thiếu thốn dữ vậy ta. Trời ơi tới con còn ngán rồi đó. Lúc con là thiếu thốn rồi đó. À. Không có đủ ăn. Hồi đó làm gì có kẹo mà ăn. Mấy cái đó kẹo còn không có ăn nữa. Hồi đó bắt năm cái viên đây nè. Dạ. Kêu eo có mình ên tội nghiệp. Mình sang là hậu. Trời ơi. Bắt năm chai đi kiếm mía về cho nó còn ăn cái nhậu gấp nó ăn à. Hồi xưa có bánh con gì, bánh con sùng con gì đó. Có bánh sùng men. Men men rồi còn tròn tròn như bánh ngôi sao như sùng vậy. Nhưng mà ngon nghe. Ăn sột sột vậy đó mà không có ăn đó. Mà nó ngon. Hồi đó là nhà mà rất nhiều mà làm bánh là thấy mừng rồi đó. Không biết bánh gì nghe là có bánh là mừng. Còn Hồng Phượng chạy nó còn nhỏ con chi giữ trời nữa nè. Thời lúc mà bà nội con bà còn trẻ bà có bánh. Sợ đầu giấc khuya 2 giờ bà thức cái còn nhỏ mà theo bà rồi nằm kế bên á rồi bóp cái xác dưới nếp á rồi bỏ cái hồng với đậu á ngồi ăn hỏi sao giấc này con thức sớm vậy con tại vì con chồng bà nội đang gói bánh con ra bóp dừa con ăn tao béo bánh không mà hồi đó gói bánh hết rồi là như dừa mà xào nó ngon hả à, thì xào đó nó béo béo á đó thôi mà về lấy dầu tao ta tao làm miệng mòn vô. Cái muỗng ăn miệng đó là có đốt lá đủ thì đốt lá đủ chị lại vậy đó. Ví dụ cái muỗng xài nó ăn mình cũng vậy lấy lá xài đó. Ở đây thì gia đình Nam cũng chuẩn bị được ít cà, ít đậu bắp. Ở đây thì Úc đang gọt ra nè, để tí xíu mình sẽ nấu canh chua. Nấu canh chua mà có đậu bắp nó ngon chứ bà Hà.
Xà tóc này thì mình nấu thì ăn nó có cái vị nó hơi nhớt nhớt nhưng mà ăn nó cũng tốt. Trạng tuổi mà như ngoại dưới nội Thảo Nguyên đó là mình ăn đậu bắp á, nó có nó tốt cho hệ xương khớp á. Đậu bắp á, bác sĩ kêu ăn đậu bắp á, bác sĩ kêu bà ngoại á. Dạ. À, cô về cô mua đậu bắp cô ăn nó có chất nhờn, nó có chất nhờn mấy cái khớp nè. Mớt cái gì chứ ăn nhức mình á. Còn cà phổi á, mình có phần mình ăn là nó bị kiểu nó bị ngứa ngứa. Xưa thì đang mớt còn nhiều, bây giờ mớt nhẵn ra. Đây mình cắt thêm mấy quế nữa với nhỏ ốc hành vô. Quế thì mình để vô canh chua, còn hành mình để vô cá. Quế là chè bỏ vô canh chua cho thơm. Mà mưa quá trời á cái nó hương bị vàng lá. Sao kiểu? À, quế nè, hay là bị vàng lá nè. Còn khoái ăn quế. Quế rồi nó Út cắt ra đây nhiều để hồi cho con miếng gì. Tóm nấu mì. Nấu mì ăn hả? Dạ. Cắt mấy cái đọt đi cho đậm tược mới lên. Cho đậm tược mới lên. Mới bón thân này nè, bón vô là dài quế tốt lắm. Dạ, trời, lại đứng đây mà cái mùi nó hật lên thơm ghê luôn. Hơi đã. Dạ. Ông cũng thích cái mùi quế hả? Cái mùi quế này lắm. Nó dễ chịu. Cắt cái một gì nè, cái sao này cho nó lên luôn. Đặc biệt là quế này mình cắt như cô chú anh chị mình ngắt ngang thì đi xong. Mà cái gì như con lấy kéo con cắt đỡ nha. Nếu mà con lấy tay mà con ngắt á là nó bị sâu á. Dạ. Phải em ra hái một mối lá hành đây nha. Bụi được rồi. Tới thôi mà tét thôi đừng nhổ bụi ủ vậy. Tét mới nào mà nó già thôi. Tét bụi ủ. Mình tiễn ra vài bữa cho nó nhảy nha. Dạ. Nha. Giờ mình sẽ nấu canh chua. Cho miếng tỏi phi vô, tỏi thì mình cũng có phi sẵn. Cho miếng nước vô cho nó thơm. Hết luôn ha. Thấy Út nấu giống ông ngoại quá. Giống ông ngoại. Giống ông ngoại. Để em bụng mẹ vô. Hồi nó mềm mà vậy vậy. Giỏ đây. Đỏ nó mới thơm. Đúng rồi, cái mùi này của ba nè lâu lắm không có nghe là chưa. Ba mình là nấu canh chua gì vậy đó cả nhà. Để cho chảo thiệt nóng rồi bỏ tỏi vô cho khét lên khói vậy ha. Rồi chế nước vô cho vàng vàng nó mới ngon. À, giống bà bởi vì nấu cũng tim rồi thịt luộc đâu luộc sẵn để tủ lạnh rồi mà sắc ra. Bắt miếng dầu lên rồi để tỏi đồ vô ha, xào xào chừng nào mà nó lên khói bựng bựng. Cái để thịt vô cái nó phực một cái nó phực lửa lên một cái thì hủ tiếu là phải không bà anh xui anh còn làm đồ ăn ên chứ còn ông xui dễ để lửa lớn dữ lắm mà cái nồi lửa thì lớn. Cái nồi mỏng mỏng lắm cả nhà rồi để lửa cho lớn rồi bỏ tỏi vô rồi ở đây đi lấy sạn lấy giá cháy bỏ thịt vô cái nó dính xèo xèo đổ nước vô cái phực lên tôi nói trời ơi ông nấu gì mà khét vậy rồi ăn bệnh chết nó chưa vậy nó mới thơm. Tụi ăn mấy chục năm nay. Cá cũng được rồi, tôi sẽ cho ít củ hành đi. Hành lá. Mình để chút xíu nữa là mình cho miếng tiêu vô. Tiêu mình xay sẵn để keo để dành ăn. Me nó mềm mà mình vớt ra tô để hồi mình dằn ra mình được mình lấy cái nước múc miếng nước đi chị dạo cho chị qua chị dằn cho cái nước me nó cũng ra nè nó vàng đây mình cho ít gia vị vô muối với bột ngọt với miếng đường mình cho hết cái phần cá này vô luôn tốt xong á mần mỡ không mà trứng bé mần có mỡ nó mới đấy không có bự trứng ngon. Bữa nay Út Liễu có nấu một cơm không? Cơm cháy không? Có. Rồi có thấy không? Có ốc nhiều bộ hổm nữa không? Có luôn. Do ngoại ngoại coi clip hôm bữa không có mặt ngoại á. Ngoại thèm. Bữa nay cầu nó nghe. Bữa
bữa nay vú con ốc liễu xiết nè. Cái gì mà cầm cầm mà pin cờ cờ ghê á, bộ hình của Dương Út còn nhỏ á, nhưng mà trời ơi, Dương Út đám cưới nè. Trời ơi, ai mà đẹp dữ vậy. Là anh mà. Trời ơi. Nhiều năm, nhiều năm. À, ba chừng 30 năm. Gần 30 năm này cả nhà coi ông ăn mặc xưa nè. Thấy giờ không nào. Ôi trời, hết sảy luôn. Hết sảy luôn. Thấy cô Hương không? 17 tuổi hả Hương? 17 tuổi hả? 17 tuổi. Trời ơi. Bén dữ. 30 năm mà vậy đâu phải là tầm thường đâu. Vậy mà ông mập nó phải như là cho ổng bây giờ ổng lựa lại còn hơn cái này nữa nè. Còn hơn cô Hương nữa. Vậy luôn. Bởi vậy hôm bữa giờ bạn nhắc anh mập thời gian còn... Ồ, hết sảy à. Sảy không? Sảy không? Nhắc anh mập hồi mới cưới chị đó, cái là mẹ chồng chị là giọt miệng nói liền sao quắc nó không ốm dữ đi chứ. Ủa? Cái này con làm dạo đầu á. Chị thương gì mà anh mập bây giờ nói là hồi đó tại ba mẹ anh mập chọn chứ đổi theo giờ anh mập chọn như ý hồi đó chị hương gì mà còn chưa như ý nè. Chị hương đẹp lắm. Ba của Hương hồi đó nói là Hương đẹp không thua Tài Linh cả nhà. Cô chú anh chị mà chắc không thua Tài Linh. Ờ giống Hồng Di hồi nãy đang ra nó Hồng Di Thảo rồi. Quay phim nó cười hoài. Đưa cho bà ngoại kìa. Anh còn tấm hình mà lấy tưởng là hình của Hương hết rồi. Nó bỏ cái quần vô. Bỏ cái quần vô là bóng tàu. Bỏ cái quần vô cái ăn cái đây kéo tới nách luôn. Nhà chưa không ai đồ đứng ra trừ hao quá nằm ở đó trong nhà mình thiếu thốn quá rồi mình mang cái quần á cho nó rộng cái thời gian mình trừ hao á còn đã lớn anh á. Tính nhà cái nước hiền hầu hồi xưa tốt nha. Tính nhà mấy chục năm mà của anh sang tới giờ còn nguyên à, mà cái nước hiền còn tốt. Cũng cơm vậy cũng cơm. Cái này đồ rồi đó là Dũng Tư nó mai không hết gì hả. Hồi xưa bạn vậy bây giờ mà kêu nó bạn chạy nó đâu có chịu. Anh mà phải chưa lão quá hồi xưa lão quá thế à. Lạ lắm đó. Anh nhìn nó ra anh tưởng thằng Duy không rồi chứ đâu phải anh đâu. Anh nhìn rõ không nè, đeo kiến vô anh nhìn đeo kiến rõ vô đeo kiến à. Đeo kiến vô anh nhìn là rõ. Rõ thiệt đó, đó. Đó em đẹp với bạn quần kỳ. Không mày hồi xưa mà anh gì là cũng dữ dằn lắm rồi đó, có hiểu rồi các bạn đâu ai qua nở đâu. Mình cho miếng tổ phi vô xào xương xương ra mấy cái nguyên liệu nữa này là đậu bắp. Để vô ăn cũng được cả nhà, mình xào gì á, cái mình ăn cái da bắp, cái da của mấy cái này là nó thơm. Nó lại đây là cà chua với gốc rau cần nè, xin cho đi. Cái này nó cũng được rồi cả nhà, tôi sẽ cho lá rau cần đi. Nó cần mình xào sơ sơ mình sẽ cho nó vô trong chơi cho vô trong chơi cũng là canh chua mình để mấy cái nguyên liệu này vô nhưng mà mình xào thì nó thơm hơn ha. Còn hồi mình khỏi để tỏi phi cũng để cho nước me vô rồi nêm luôn đi cho hành rồi vô. Mẹ nè, dạ mà lấy cái phần thịt của nó không? Thơm ha. Cho giá luôn. Này hết hơi nhiều, cho con nữa thôi. Nữa được rồi, nhiều quá. Nó đặc. Nó đặc, nó không có nước đó. Cây ngò ôm với quế nè, ớt. Tôi không nhắc là cao nhiêu, có nấu được rồi. Mà con cháy hôm bữa thì ngoại không có lên cả nhà.
ngoại thấy coi quy giá của mày thèm, bữa nay mình làm lại nha. Xuống rồi. Ồ. Bữa nay bị ghét. Bữa nay bị ghét các bạn. Không, cũng được, cũng được. Bữa nay bị hút lửa rồi. Ngon quá ha, bữa nay hơi bị hút lửa. Không sao. Dạ, thơm. Vậy là cũng nó mới ngon hả? Thơm. Không mà anh thích vậy đó nha. Thích vậy hả? Chứ mà không bò nha. Cắt ra người một miếng gì nè là. Thấy nhỏ nhỏ vừa vừa. Ta tính ra là cỡ 2 chén cơm đó. Quá trời nghe nhưng mà thổi bánh bò. Giòn. Đậu đậu con cá. Quay dĩa cá thấy ngon ha. Đưa kéo nhẹ qua đây thấy tấm hình cái hết biết luôn đó. Ơi, đó là đẹp nhất sớm mà bảnh đó. Không, hồi xưa là chồng không có ăn ảnh. Chứ cha đó cha cũng đẹp lắm mà tại cái máy hồi xưa nó không ăn ảnh. Không mà chèo. Hồi lúc mà chèo qua bên đây trồng dưa chắc con Hương chắc là nhất ở dưới đập lớn rồi. Còn lạ gì nữa? Còn lạ gì nữa. Qua đây là qua đây bị bắt cóc liền. Còn đường nào nó qua đây là phải không? Qua tới cái đập lớn rồi ngay chân chỗ ống bọng đó. Là gặp cô Hương rồi. Cô Hương chớp mắt rồi bắt cóc luôn. Tại vì chứ ở ngoài đó đẹp trai lắm chứ đâu có tệ dữ vậy. Tại vì hồi xưa á cái nhà hồi đám cưới anh là đâu có máy chụp người ta chụp đâu, chụp bằng cái máy nhỏ xíu à. Thôi anh đừng có biện hộ. Thật ra thì hồi xưa thì cái kiểu như là cái kỹ thuật nó không được như bây giờ, nhưng mà ít ra người ta cũng đã có chỉnh sửa rồi. Bằng chứng rồi đó. Bằng chứng rồi đó. Thì nhìn hai người đi, ví dụ như nước thuốc không tốt tại sao em đẹp mà anh không đẹp. Tại thằng chụp nó ghét anh. Nó canh em mà nó canh nó chụp anh không chính xác mà chụp anh rõ cái hơn à chụp hình không được rồi chắc nó ghét anh đó. Mẹ chồng Hương nói nấu mà nấu bùn chua mà cá không giả là nấu mới khéo người ta nha. Rồi. Mà cả nhà ăn cơm với gia đình. Tương mà non. Tương mà cả nhà mình ăn cơm với gia đình bắt năm với nhóm nha. Không mời ba cô chú. Cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm nha. Cơm với canh chua, cá úp. Nhóm mà non mình ngày nào ra clip cũng có cái chuyện cười bất ngờ không à. Nhưng mà bữa nay có thằng quay phim thì nó cười nhất. Chú ăn cá đi chú. Cái nhóm mình được đặt là gia đình vui khỏe. Rồi mà cái nhà ăn cơm luôn. Quay phim nó khám phá được cái hình cha nó thấy rồi nó cười hoài. Úp liễu gà đúc nãy giờ. Tại vì con cũng có hứa với cả nhà mình đó. Hình của con hồi nhỏ. Con hứa với cả nhà mình lâu lắm rồi, con hứa là sẽ có một ngày con sẽ cho khán giả xem hình anh mập hồi lúc cưới vợ. Công nhân đẹp bá cháy. Hết bộ sớm. Rồi đó vậy cũng rồi, mà cái nhạc cơm nha, cơm với canh chua. Đó mà nó nói với anh mà được mang đôi giày với nó ăn tê đi được là ngon bắt năm nữa. Nó đâu có được ăn tê đi đâu, mà mang dép mũ nữa. Đi với cước dâu á. Hồi xưa mà con mang đôi giày mà bằng cái quần đó là con cũng là, cũng đó, có hạn lắm á bắt năm. Đó rất dâu, đi rước dâu bắt năm đó là đâu có được ăn tê đi. Cái nhỏ sao người kiên tiến hơn mình nữa. Ba thì quá lâu rồi. Ba thì 4 năm mấy năm rồi chứ. Hồi xưa mà đi đám mà mang đôi dép rồi đâu có dám bỏ đâu rồi tới ngủ phải đem vô thằng cắt như thôi để sợ ông nào say mà ông thoát rồi còn tiêu dép nghe. Chị kể cho kinh nghe hồi đó chị 11 tuổi chị ở trên ngoài á cái mà ngoại đi bán về mua cho chị cái đôi dép tàng ông á mới ra đó nha đôi dép tàng ông bây giờ đó trời chị quý ta nói đi đám cưới á chị giấu bằng đêm ngủ giấu trong mùng á ôm chứ đâu dám để dưới cái sáng dâu về á
chạy coi cô dâu đeo lên cái bộ dáng mà ở phía ngoài đó. Rồi coi đường cửa sổ đó để đôi dép miếng một hồi coi xong xuống. Trời ơi, vậy đó. Chị biết mấy đứa đó luôn, nó ở gần đó đó mà chị chạy tới nhà nó chị kiếm luôn không có. Để nó giấu rồi. Thôi mấy ông xưa sao đi đám sợ mất dép chị Xuôi ơi. Nói chung giờ xưa nó hiếm mua dép rồi. Đó, mới ra đôi dép đàn ông á, không quý gì. Mấy ông mà lớn lớn tuổi đi đám mới chèo. Rồi hồi lúc đi mang dép tới về cặp nách này nè. Đây là cái mình hỏi sao mà ổng hậu không mang, nó mang nó mòn dép hết. Đi giọt không nha mà kẹp đôi dép vô nách về đi về. Quá mua. Ba con rồi đó. Mới mua đôi dép Lào mà thứ gì Lào mà hợp dép bò giờ đó. Đi đám rồi tối ngủ rồi lấy để đầu nằm. Kê nằm. Để sợ để dưới mắt. Nhà con rồi đó cũng đi đám đám cô Út, cô Bảy rồi đó, khách lại nhà bà con đó. Rồi đi ngủ rồi cũng phải đem đôi dép đi theo để trong mình luôn á, để trong bọc á. Lấy chi lầu. Dạ. Cái đợt mà dép Lào có giá trị dữ lắm. Dép Lào đó mới ra dép Lào coi như nó chắc nó đẹp nữa. Ai cũng mang dép Lào thôi. Ngon bắt năm mà dọn năm bự quá. Đi hết thì đang nãy muộn được đâu dép Lào đi tất cả luôn bà sẽ cái gọn quá trời. Thế ông đầu cái đi ra cái bắt năm gái rồi đi ra mua dép đấm luôn mà làm đấm nếu đi ra mà dân là làm chợ có ông đó ông đấm dép da đò bằng giò bắt năm đấm luôn dép thành thiệt là đẹp luôn đẹp lắm. Mới đi đám cưới đầu tiên mang đi là đạt qua cái giáp kia cái leo ngủ ngủ mà 4-5 người leo ngủ ngủ lần phải lên bắt năm leo một ngựa ngủ để đôi dép chứ chán lại nó đưa cái đôi dép quỷ thần trời nó lấy bắt nó chém mới nằm mất tiêu mỗi đôi dép lại tao là tàn tệ lên luôn không nó cũng còn chút lương tâm đưa cho bắt đôi dép mang về nó té hết trơn luôn mà nó để ra cho bắt năm trời trời ăn chín đó năm ham dép Lào dữ lắm rồi nhập cái còn dồ quá đó bộ. Ai á có điều kiện dữ lắm mới sống nổi đó năm nhớ đó bà ngoại có cưng nó mua cho đi dép tổ ong á nó dép Lào mà nếu mình đi kỳ kỹ nhắm cửa ba năm chưa hơi dạ nó chắc lắm nó chắc như chứ bây giờ mình cũng đáo trả lại là mang dép đàn ông với dép Lào màu vàng đó nha nó nhiều lắm á hôm đó nó mua con đôi rồi đâu không thấy dép Lào à, cốt nó đầu mua mang dép Lào màu vàng đó, không biết là mang tới mang lưu rồi đó mất tiêu rồi. Nhưng mình hồi xưa thì đâu có dép đồng mang rồi nên chị đi đi ruộng chị mặn nặng đi dắt lúa rồi đó mặn nặng với cái mặn dòm nó nở. Nở. Nhưng hồi xưa đâu có mang dép. Cũng mang dép đi chợ ra đi đám gì mới mang. Mình nói ra làm đi mắc cỡ nha, lặt bằng giò lên nó che cái vậy mà thôi. Có cái đi theo vú đi chợ, hồi đó nhà làm chợ chứ có nên bà sạn á, bà sạn bán tới giờ còn bán á. Bán dép rồi đi theo vú dẫn xuống tiệm Thu Thảo đó là uống mấy tóc thì cây bông á rồi đi bộ rồi đi xuống dưới mới mua dép mới được mua dép mang về chứ đi đây xuống Đại Ngãi là mua đi bộ vậy chứ rồi đó có xe chạy đâu đường đất đó còn nhé nè cái lộ châu lộ vậy thôi thùng quá chứ ông Năm ăn miếng cá lắm chợ rồi đó chạy ông Năm ông Năm mình ăn cá đi bác Năm cá béo lắm phải không nay quá rồi con cá he này mình kho mặn mặn hoặc mình nấu canh chua mình kho lạc cũng ngon cả nhà nếu mà có bằm ha xài đó mình kho mình dập nó ngon mình kho mặn mặn vậy nè mình bằm xài vô đó con cá he này nếu con đánh dãy là cũng ngon để đợi dãy phải để dãy ăn nó mới béo mà cái dãy nó mềm mèo rồi cái này với cá bà kỳ á mình kho mình để dãy cá này nãy mua con sắp trong oxy đói lắm cứ đó bắt năm cưới vợ cho làm sang đầu tiên á nghiệp mấy con rồi đó bây giờ còn quay lại cái vụ cái còn cái hình nó vụ mà thằng con ấy là đi giọt khăn không có anh mang dép đâu ra nó muốn nước không có dép mang hả giọt khăn không không vụ cái thứ giọt khăn có mà nó không mang cái gì quen mà cái nào nó có quần áo mặt là mừng rồi. Là con cứ vợ là sao anh hai có còn chèo đâu mấy ngày nè mấy ngày vì lúc mà con qua đây lúc mà thời con còn đi chiếu phim á là con chiếu bên đàn gái là anh sang là cứ vợ hôm nay nè bởi vì lúc đó con chiếu phim sáng bên hồi đó là con chưa có biết mà nhưng mà sau này con mới biết đàn đó 18-19 dạ con là 21 hay gì đó. Lúc đó con kiếm dạ, 21 có hai bác mang nhớ hay nha, mấy năm rồi đó. Năm rồi đó.
Không có bước ngặt nữa là như vậy là các nhà không có ngặt. Không bước đâu, bước đâu. Nhà này sống chợ cho bị khỏi sợ bước ngặt.